Du khách thích thú tham quan phố cổ Hội An mùa lũ, vì sao không tổ chức tour? Trung bình mỗi năm đô thị cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam, di sản văn hóa thế giới, đón cả chục đợt ngập lũ, dân ra mùa lũ ở phố cổ trở thành thứ đặc sản cuốn hút du khách thập phương. Chỉ trong tháng 10 năm 2021, khu phố cổ Hội An hứng chịu 3 đợt ngập lũ. Lũ dù không lớn song cũng khiến một số tuyến đường chạy dọc ven sông như Nguyễn Phúc Chu, Bạch Đằng chìm trong biển nước mênh mông. Do dịch bệnh Covid-19, du lịch đóng băng, nên Hội An cũng vắng bóng hình ảnh các ông Tây bà đầm bì bõm lội giữa dòng lũ đục hay trèo thuyền trên khắp các tuyến đường trong khu phố cổ. Không có du khách nước ngoài, lũ nhỏ dồn dập trong những ngày qua đã thu hút rất đông người dân ở các địa phương trong lẫn ngoài tỉnh đổ xô đến Hội An. Với họ và phố cổ ngày mưa lũ chỉ để tận hưởng thú vui như chết kia lội nước, ngồi quán cà phê cóc trên vỉa hè. Để thỏa sức ngắm mình giữa không gian trầm mặc của hàng trăm di tích cổ bị bùa vây giữa muôn trùng con nước, hai năm dịch bệnh hoành hành thành phố hội an có lúc trở thành tâm dịch khiến hết thảy các quầy lưu niệm đóng cửa quán xá dù mở nhưng cũng vắng hoe thực khách ấy nhưng duy chỉ có mùa mưa lũ các hàng quán ở khu vực giao nhau giữa ba tuyến phố bạch đằng nguyễn thái học châu thượng văn lại trở nên đông đúc